Hãy ấn vào đăng ký và nhận thông báo các bạn nha. Xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Toy for Kids. Mình là Subim. Còn chị là mẹ của Sumi và Bim Bim. Chị tên là Subim. Các em ơi, gần đây Việt Nam của chúng ta đang hạn chế tất cả mọi người đi ra ngoài đường để phòng tránh dịch bệnh. Mẹ và Sumi cũng ở nhà và phòng tránh dịch bệnh, không đi ra ngoài đường. Nhưng mà mọi khi thì mẹ và Sumi vẫn thường hay đi siêu thị. Mẹ đã tải một trò chơi về cho Sumi và mẹ cùng chơi. Đấy chính là trò chơi đi siêu thị. Trò chơi có tên là gì hả con? Mẹ ơi, đây là Baby Bus. À đúng rồi, trò chơi này có tên là Baby Bus. Con xem một cái video về Baby Bus nào. À, mọi khi con hay xem một cái video về các bạn cấu trúc Baby Bus đúng không? Con gái em Baby Bus của bạn, con trai ăn Baby Bus của. À, cả gia đình bạn cấu trúc Baby Bus đúng không? Mẹ chứ có bố. Rồi hôm nay mẹ và Sumi sẽ cùng chơi trò chơi có tên là Baby Bus cho các bạn xem. Đấy là hai mẹ con nhà gấu đi siêu thị. Mẹ và Sumi sẽ cùng đóng vai hai mẹ con nhà gấu để cùng nhau đi siêu thị nhé. Video này có một cái rất là hay. Đấy là video này còn dạy các em nhỏ biết được các đồ ăn, rau củ quả và loại đồ dùng trong gia đình. Mẹ ơi, nó vào có ăn được khăn lau với cả. Mùa bạn Sumi đã biết ăn thanh long và dưa hấu rồi. Rồi. Mẹ con của chúng ta bắt đầu chơi nha. Đây là mẹ sẽ ấn vào nút bắt đầu. Rồi, trò chơi đang bắt đầu. Ôi, đến cửa siêu thị rồi. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ phải chọn cái giỏ đúng không con? Đúng ạ, con thích cái giỏ này. Rồi, bạn Sumi thích giỏ kéo. Vâng ạ. Đấy, người ta bảo là đây là những đồ nhất định phải mua này. Mình phải mua cái này chưa? Tôi bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau. Con phải nói cho các bạn biết đây là quả gì? Quả cà tím ạ. Chính xác, mình đang có nhiệm vụ phải mua quả cà tím. Bạn Sumi đã nhặt được một quả rồi đúng không? Phải mua mấy quả? Hai ạ. Rồi. Nhưng mà con chỉ lấy một quả cà tím thôi. À thế à? Hốt quả đây. Và rau tươi rất là ơi. Đấy, thế là đã mua được rồi. Đây là mình đang tính tem tính tiền này cho cà tím vào giỏ này. Mình vừa cân xong hả con? Vâng ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã có một túi cà tím rồi. Bây giờ chúng ta đi mua tiếp cái gì nào? Đi mua tiếp bánh hamburger. Rồi, chúng ta sẽ tìm đồ làm bánh hamburger nha. Đấy. Thử tìm đồ ăn phải mua nào. Đầu tiên là phải mua gì đây con? Cà chua. Rồi, đúng rồi, con tìm cà chua cho mẹ. Ok, đúng chính xác. Rồi xúc xích. Xúc xích, ok. Rồi phô mai. Phô mai, chính xác. Wow. Sumi đã biết làm bánh hamburger rồi. Ôi, bạn Sumi vừa mua xong đồ làm bánh hamburger đấy các em. Đấy, bao gồm có gì nhỉ? Con nhớ lại xem làm bánh hamburger có những món gì. Cà chua. Đúng rồi. Và phô mai. Phô mai và thịt. Xúc xích. Ơi, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chọn mua tiếp món gì nào? Trang điểm. Bạn Sumi là con gái cho nên là rất thích đồ trang điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn mua đồ trang điểm nhé. Rồi. Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Son môi à. Họ bảo là hãy tìm mỹ phẩm và đồ trang sức phải mua. Son môi. Con nhìn xem. Mới đỏ đấy. Này, hãy tìm lại xem. Con nhìn đi, môi của bạn đang màu gì thì mình chọn đúng màu đấy. Chính xác. Không phải à? Hãy tìm lại xem. Nhìn đâu đúng màu đấy mà. Không phải cái này, hãy tìm lại xem. Không phải cái này, hãy tìm lại xem. Chọn cái khác đi. Đây không phải là đánh son, con nhìn đi nè. Đây người ta bảo mua những thứ này mà. Bây giờ mình phải mua đúng cái thứ mắt của bạn là mắt tím này này. Đấy, màu tím đây này. Chính xác luôn. Đúng là cái này. Đấy, bạn ấy bảo chỉ mua màu tím thôi mà. Mình đi mua son thì sai rồi đúng không? Bạn chỉ bảo mua phần mắt cho bạn thôi mà. Rồi, bây giờ sẽ chọn mua gì tiếp nào? Quần áo. Quần áo, ok. Cô bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Rồi. Này. Đẹp
rồi. Có hai bộ quần áo, có một bộ to, một bộ nhỏ đúng không? Con chọn cho bạn mặc bộ to hay bộ nhỏ đấy? Nhỏ. Đúng rồi, bây giờ có hai đôi giày, một đôi giày to, một đôi giày nhỏ, thì con chọn đôi giày nào? Đúng rồi. Mũ này. Mũ à? Mũ của bạn ấy. Rồi. Thế là chúng ta mua váy, mua giày và mua mũ cho gấu trúc rồi. Và mua cá. À bây giờ đến lượt mua cá nha. Ok. Hãy thử tìm con cá. Đây, 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 từ từ cho các bạn xem này. Chúng ta cần phải mua những con ở bên này này. Con cua và con bạch tuộc. Rồi bây giờ con tìm con cua và con bạch tuộc đi. Đâu rồi? Bạch tuộc nó nhả mực ra hay sao? Đây con cua đây con. Cua đi, bắt đi, bắt con cua đi. Chính là cái này rồi. Rồi, được một con bạch tuộc rồi. Cua, cua, cua. Cá. Ôi, bắt, con bắt cả con tôm hùm mà. Chỉ con cua thôi, con cua đây này. Ờ đấy, đúng luôn. Chính là cái này rồi. Còn con này là con tôm hùm, con hiểu không? Rồi, vậy là chúng ta lại mua xong con hải sản rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đi mua nước uống nhé. Rồi. Cô bán đồ uống. Rồi, mua đồ uống thôi các bạn ơi. Tìm đồ uống cần phải mua. Con nhìn này, họ bảo mình phải mua sữa. Chọn hộp sữa thôi. Ok. Đấy. Đây hộp sữa chính xác. Đúng rồi. Đây. Bây giờ mua kẹo nhé. Con có thích ăn kẹo không? Hãy tìm đồ. Bà Sumi rất là thích ăn kẹo luôn các bạn ạ. Kẹo gì mà nhiều màu sắc thế? Cho vào cái hộp nữa, xinh quá. Được rồi. Được mình phải xúc đầy rồi. Đi, mình xúc nữa đi, khi nào đầy rồi thì họ sẽ tự đóng nắp đấy. Cái này hãy tìm lại. Sai rồi con ơi, con nhìn lại đi. Bên này có ba loại kẹo này cơ mà. Đấy, loại kẹo này mới đúng. Mình vừa mua sai loại kẹo, nó bảo sai rồi luôn. Đóng nắp, đúng. Bây giờ mua tiếp kẹo này là kẹo gì? Kẹo sô-cô-la. Đúng rồi, thế con vừa mua kẹo gì đấy? Con vừa mua thạt. Đúng rồi, bây giờ lấy kẹo sô-cô-la nè. Ôi, hai lần. Lấy thêm một lần nữa đi, ba lần. Đấy, đóng nắp rồi. Cái này rồi. Ôi, đúng kẹo sô-cô-la và kẹo thạch luôn. Bánh sinh nhật. Bây giờ mua bánh sinh nhật nhé. Đó, mua nốt bánh sinh nhật đi. Tôi bán bánh gato. Bánh gato. Thích làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Nó bảo là hãy tự làm chiếc bánh mà con thích. Chân. Con thích bánh như nào? Con chọn trang trí đẹp đi. Con chọn thích cái gì nào? Cầu vồng. Cầu vồng, bảy sắc cầu vồng. Sumi thích bảy sắc cầu vồng. Bây giờ mình chọn hộp nha. Hộp màu gì nào? Màu hồng. Ủa xong rồi. Bây giờ đến lượt mình chọn dây buộc. Dây buộc nào. Rồi màu hồng đã xong. Xong rồi. Chắc là mua xong hết đồ rồi đấy. Mua xong đồ rồi. Đấy, bây giờ hai mẹ con mình đi thanh toán nha. Xin hãy đặt hàng lên bàn mua kiểu mũ, chỉ kè mắt, sữa, giày. Đấy, Sumi thanh toán rồi chưa? Bánh gato này, cá này, rau củ quả này, sao hết. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. 45.000 luôn, trả tiền đi con. Ơi, giả 50.000. Trả lại 5.000, cất đi. Cảm ơn. Ok, giả lắm. Mẹ ơi, xé. Mẹ xé đi con, không biết xé con để xé. Cắt luôn. Ồ, được rồi, xong hóa đơn. Yeah, mình được đọc trứng rồi. Mình được đọc trứng. Đọc trứng, đọc trứng. À, mua xong thì mình được tặng một cái tem hả con? Mẹ ơi, mẹ ấn vào đây. Con ấn đi, con ấn may mắn hơn mẹ. Rồi, có nhiều quà hay không con? Bà Sumi mua hàng xong được tặng trứng. Quà màu vàng. Đập trứng đi. May mắn quá. Con gì đấy? Con gì biết luôn. Mẹ chẳng biết đấy là con gì. Wow, bộ sưu tập của hai mẹ con mình có rất là nhiều con rồi. Vậy là mẹ và Sumi vừa đi chợ đấy các bạn ạ. Rồi, vậy là mẹ và Sumi vừa mới đi siêu thị xong các em ạ. Đấy, không được đi siêu thị hàng tuần thì bây giờ mẹ con mình đi siêu thị trên điện thoại thôi nhá. Đi siêu thị trên điện thoại cũng rất là thích. Cũng phải mua là gì nhở? Là đồ uống này, kẹo này, quần áo này, mua hoa củ quả này, lại còn mua hải sản nữa. Trời ơi. Bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật, đấy, mua rất là nhiều thứ. Đồ ăn. Quả. Nước uống, đúng không? Con đi siêu thị ở đây con có thích không?
Thế con thấy đi siêu thị ở ngoài thích hơn hay đi siêu thị trong điện thoại thích hơn? Ngoài. À, ở ngoài vẫn thích hơn đúng không? À, hai mẹ con chúng ta phải ở trong nhà để giữ gìn phòng tránh dịch bệnh cho mình và mọi người con nhé. Bao giờ mà Việt Nam của chúng ta công bố hết dịch bệnh thì mẹ con mình lại được tung tăng ra ngoài đường. Lúc thì hai mẹ con mình lại đi siêu thị nhé. Ok. Các em ơi, nếu các em thích video này thì hãy cho mẹ và Sumi một like, đăng ký và chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Bye bye, bye.